Em Dũng Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác và hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2024. Thì uh, ngày hôm qua thì bên em cũng có về được bốn cái món hàng ship máy bay từ bên Nhật về, trong đó thì là có ba chiếc DAC và một bộ dàn mini của Palasolic PMX90. Và để vào phần uh, chi tiết video khui hàng cũng như là sẽ báo giá review chi tiết về bốn cái món hàng mà vừa về ngày hôm qua bên em thì bên em vẫn làm cái chương trình đoán ba số cuối của cái tờ tiền 5.000 thì hôm nay thì em sẽ rút gọn đi cho các bác 300 số nhá các bác sẽ đoán cho em từ 000 lên tới là 699 thôi các bác nhá đây các bác bỏ đi 300 số từ từ 700 lên tới 999 đấy, các bác chỉ đoán cho em từ 000 lên tới 699 thôi đấy thì phần quà vẫn là một chiếc DAC của Soli một cái đèn nét nháy theo nhạc như thế này thì các bác sẽ đoán cho em ba số từ 000 lên tới 999 à lên tới 699 vào cái video này thứ hai cho em xin nút like video và thứ ba các bác bấm cho em nút đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo ạ để vào lúc 12 giờ trưa tất cả các ngày trong tuần thì bên em sẽ lên sóng review chi tiết cho các bác về những thiết bị giải mã đang có mặt tại shop em và đây là những chiếc DAC và dàn mini của Palasolic thì em vẫn còn một bộ PMX 150. Bộ này thì em đang giảm giá còn 9 triệu 500 nghìn đồng. Bộ PMX 90, bộ này là bộ sản xuất năm 2023, cũng siêu mới. Bộ này thì bên em đang giảm giá còn 7 triệu 800 nghìn đồng các bác nhé. Và một bộ PMX 900, bộ này thì bộ này là bộ trùng cuối hết số. Đấy. Là bộ này em đang giảm giá còn là 13 triệu 500 Đây là còn 3 bộ Parasolic phun thùng xốp và hôm nay thì bên em lại về thêm một bộ pmx 90 mươi nữa đấy, rất nhiều đấy thì bây giờ em sẽ khui hàng và em sẽ cho các bác xem hàng cũng như là báo giá chi tiết cho các bác Đây. hàng về máy bay tem cờ thứ trên mặt thùng đầy đủ hết các bác nhé đấy, bây giờ thì em xin phép các bác em sẽ khui hàng ra vâng thì à, em cũng đã khui à, bốn cái món hàng này ra và bây giờ thì uh, em sẽ báo giá chi tiết cho các bác nhé. trong đó thì có hai chiếc DAC của Đờ Long và một chiếc Music Server cũng là của Đờ Long và tất cả ba chiếc này về đều trong tình trạng là máy full phụ kiện không có thùng xốp và duy nhất là hôm nay về được một bộ thùng xốp nó là bộ PMX 90 của Panasonic một bộ dàn mini cao cấp cao cấp nhưng mà chất âm của nó thì không không hề kém cạnh những cái bộ dàn đời cao như là bộ PMX 150 hay là PMX 900 model hết số các bác nhé Bởi vì bộ này thì bộ PMX 90 này thì bộ này thì bộ này thì nó không có không có cái trình kết nối mạng wifi đấy nó chỉ có là Bluetooth CD các thứ thôi đây và bây giờ em sẽ quay cái bên trong thùng này bên trong thùng của nó thì nó có xốp các thứ này xốp với ni lông này đấy, một bộ dàn đời cao đấy. Đây, đây là thùng của nó đây đấy và bộ này thì um, về trong tình trạng là đẹp không một vết xước nào các bác ạ bởi vì bộ này là bộ này là bên nhật họ cũng chưa sử dụng bởi vì chỉ là trưng bày ở siêu thị thôi Đấy, và bộ này thì nó được sản xuất cực kỳ mới các bác nhé sản xuất mới nhất luôn vào năm 2024 có số series là HX4FC001550 đấy đây kể cả cái phiếu bảo hành của nó cũng trùng series luôn các bác này và bộ này thì bây giờ em sẽ đo kích thước nha các bác nhá duy nhất thì trong tất cả những cái dòng uh, dàn mini đời mới của các hãng như là hãng marang hay là hãng um, Pioneer hay là hãng đờ lông đấy là có những cái hãng nổi tiếng kể cả soli cũng vậy và những cái hãng đấy thì tất cả những cái đôi loa của nó chỉ là loa hai đường tiếng thôi còn duy nhất dòng palasolic là dùng loa ba đường tiếng tại sao là gọi ba đường tiếng bởi vì nó có một cổ bát này một loa uh, mít này và một loa tép này đấy là gọi là ba đường tiếng và bây giờ thì em sẽ đo kích thước luôn cho các bác nhé kích thước chiều ngang của cái đôi loa này loa này có chiều ngang là 16 cm này chiều cao của loa là 23,5 đấy và chiều sâu của loa chiều sâu của loa là 24,5 còn âm ly cục âm ly này thì cục âm ly này thì có kích thước chiều ngang là 21 này chiều cao là 11,5 và chiều sâu em tính cả cọc loa đi cả cọc loa thò ra một tí cho nó thoải mái này là 26 các bác nhá Đấy, là 26 và bộ này thì nó về đầy đủ phụ kiện phụ kiện của nó thì gồm có sách hướng dẫn này, này sách hướng dẫn tiếng Nhật thì các bác nhá hàng nội địa Nhật này khiển zin này đấy, khiển zin luôn và phụ kiện của nó nữa đây thì nó gồm là tất cả những cái thứ bên trong này em đổ hết ra này dây loa này dây loa zin của nó này dây nguồn này bộ anten bắt fm và am này đấy là những cái phụ kiện full thùng xốp đi bên nhật vậy và đây là đây là cả một cái phiếu bảo hành của hãng nữa này đấy mới cực mới luôn và đây là cái e căng của nó đây e căng của nó nhựa bên trong là không có gãy cũng không có nứt gì cả lưới e căng thì lưới vải e căng thì không có rách rất đẹp các bác nha bên này cũng vậy này đấy, hàng bên em thì hàng tuyển chọn đẹp tuyệt đối luôn cho các bác yên tâm còn bây giờ thì em sẽ quay cho các bác cái hình thức này. Đây là những cái vết bụi thôi. Đó. Noa này thì được hãng họ dán dán vân giả gỗ các bác nhé. Noa dán vân giả gỗ. Rất đẹp. Đẹp xuất sắc luôn. Các bác nhìn vân giả gỗ đẹp không? Quá đẹp luôn ạ. À. Bộ này thì các bác chơi phòng khách hay là phòng ngủ cực kỳ ok. Bộ này các bác đánh phòng 30m2 cực kỳ hay luôn và đây là âm ni đây ạ đẹp không một vết nhá mặt trước âm ni thì con này là được trang bị một chức năng là bluetooth này ổ cd này chỉnh bát chép trực tiếp trên máy này có thể các bác có thể chỉnh trên khiển cũng được và có chức năng là super bass và đằng trước có thể cắm usb và một lỗ phone ba phẩy năm ly nhớ một lỗ phone đây còn đằng sau máy đằng sau máy đây Đằng sau máy là con này có thông số kỹ thuật như sau Điện 100V 40W 50 trên 60 hz Sản xuất năm 2024 Dùng rắc nguồn là số 8 Và cổng vào con này thì nó gồm có một cổng quang để cho các bác kết nối TV này Một đường AUX in 3.5 này Và một đường AUX in rắc hoa sen nữa đấy, Hai đường AUX in Và một cổng giải mã từ máy tính Còn đây là hai cái cổng kết nối FM và AM Đấy là những cái cổng vào Đấy còn cầu loa của nó đây nó đánh loa là loa 3 ôm và tại sao ở trên máy họ lại ghi là SBP MX 70 đây là do hãng họ ghi vậy và tất cả những những dòng âm ni như là PMX 70 PMX 80 và mới nhất bây giờ là PMX 990 như này là đều sử dụng một đôi loa PMX 70 các bác nhé đây số seri của loa đây đấy 1997 này đuôi này bên này cũng vậy này Đấy thì um, tại sao tất cả các sản phẩm bên em bán ra bên em hay đọc số series để cho các bác biết là bên em hàng bên em là không bao giờ bị về một bộ mà bị trùng CD cả bộ nào cũng có số CD của nó và chả như cái bộ này là 1550 là đuôi của âm ni và chính hãng họ đã ghép là đuôi của nó là 1997 cũng như là loa và loa và âm ni là đi cùng một combo từ bên hãng sản xuất về chứ không phải bên em tự nhiên mà em ghép nẻ vào đâu loa này thì là loa 3 ôm và loa này thì ở uh, trên uh, trên đây thì họ không ghi hãng họ không ghi công suất của loa nhưng mà theo em được uh, xem trên trang chủ của hãng thì đôi loa này có công suất là 50 à đôi loa công suất là 60 W một loa với đôi loa có tổng công suất của cả đôi này là 120 W và con âm ni này con âm ni này tuy tuy là có 40 W thôi nhưng mà khi nó xuất ra loa nó xuất tới 65 w các bác nhé Đấy, thế nên làm tại sao hãng họ ghép cùng combo thì họ phải có tính tính toán và thiết kế rồi thế nên các bác yên tâm và bây giờ thì em sẽ đo luôn cái kích thước loa bát cho các bác này 13 này Đấy, loa của nó là tính từ vòng trong là 13 cm loa bát này một loa một loa mít mít là 5,5 và một loa tép tép này tầm tép 3 Đấy. các bác nhìn này rất đẹp và cái bộ này thì uh, Bộ này em bán là 8 triệu các bác nhé 8 triệu nhé Xe tặng cho các bác là một à, đổi nguồn này Đấy Một à, CD này Đấy Tặng một đổi nguồn tặng một CD Bảo hành cho các bác 3 tháng nỗi một đổi một Đấy các bác yên tâm nhé các bác nhé Đấy PMX90 Đấy còn cái bộ 2023 kia thì này em bán là 7 triệu 8 Còn bộ này thì nó mới hơn thì đắt hơn 200 để cho các bác Thích chọn mùa nào các bác chọn Đấy là bộ PMX90 nha các bác đã xong các bác nhá. Bộ này thì tất cả các chức năng nó hoạt động hoàn hảo hết rồi các bác ạ. Các bác yên tâm vì là hàng chưa sử dụng. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ sang cho các bác là một chiếc uh, Music Server. Con này là con Music Server của Đờ Lông. Con này có mã là Đờ Lông DLP 730RE các bác nhá. 730RE này. Cái vết gì đây? Cái này chỉ vết bẩn thôi. Em vệ sinh thì nó sạch. Rất đẹp này. một con này thì em cũng thỉnh thoảng đất về và con này thì nó có chức năng là bắt wifi này sử dụng công nghệ DNA này và có cắm mạng network nữa và phụ kiện của con này thì nó gồm có một chiếc điều khiển zin có mã là RC1197 Đấy, khiển zin này hai cuốn sách catalog hướng dẫn này đấy. sách tiếng Nhật các bác nhé Đó. và dây nguồn đấy là những cái phụ kiện của con đờ lông 730 RE à. Còn con này thì đằng trước nó được trang bị một nỗ USB Và khi các bác USB này các bác đọc được những file nhạc từ W3V hoặc là những file nhạc DSD luôn các bác nhé Và con này đằng sau nó thì nó có kết nối wifi Này có hai cái wi wifi này các bác này Đây là do hãng họ để một cái kẹp như này Hoặc là mình cứ xoay như này cũng được các bác nhé và thông số kỹ thuật đây ạ, à. điện 100V 50 trên 60Hz 18W. Và có số seri đây. Bốn số cuối là 2521 và con này được sản xuất vào năm 2020, cực kỳ mới. Hai râu wifi kép này. Đó. Nên là con này bắt wifi rất khỏe các bác nhé. Và có cả cắm mạng network nữa. Đường ra con này thì con này nó có một đường AV hoặc một đường quang. Đấy, nếu mà các bác mà chơi DAC. Ví dụ như con đờ lông bên này. Con này là con thuần DAC đây nó có hai đường quang thì các bác cắm một đường quang từ tivi cho em và một đường quang là các bác cắm từ con này sang để con này làm giải mã bởi vì con này nó không có đường quang từ tivi vào. Đấy các bác nhá. Nó không có đường quang tivi vào. Đấy. Sản xuất năm 2020 cực kỳ mới luôn. Đấy. Con này là con music server. Con này thì chức năng chính của nó như sau, em sẽ giới thiệu khoa cho các bác một lần nữa nhá. Là chức năng chính này. Đọc USB, đọc ổ cứng này, bắt wifi này khi đã bắt được mạng wi-fi hoặc các bác cắm mạng dây rồi thì các bác sẽ chơi được uh, apple apple play các bác sẽ phát nhạc không dây qua chức năng apple play từ từ các thiết bị của apple vào này và khi xong các bác thì trên khiển nó có cả chơi phần mềm chơi cả music server nữa này các bác này à, chơi cả music server nữa hoặc um, internet radio Đấy, hoặc là sờ chim tất cả những cái app nổi tiếng như app spotify app tidal app kahoot cái con này thì nó rất nhiều cái chức năng nó Tại sao con này nó lại rẻ vậy? Bởi vì là nó không có cái cổng quang từ tivi vào này. Đấy. Các bác ạ, à, nó không có cổng quang tivi vào. Thế nên nó mới rẻ vậy chứ nếu mà con này nó có cổng quang vào nhé. thì con này cực kỳ đắt. Bởi vì là dòng này là họ chỉ sản xuất dành cho những các bác là không sử dụng tivi, không sử dụng cổng quang, chỉ sử dụng làm đọc USB, chơi music server hoặc chơi Apple Play, đấy, chơi không dây. Và con này là cũng là một con à, Music server nhưng là cái chip giải mã của nó là chip 32 bit nha các bác nhá. Đọc được file DSD đấy. 32 bit và DSD luôn. Và con này thì um, bên em bán ra. Con này là 6 triệu 500 000 đồng các bác nhá. phụ kiện của nó đầy đủ sách khiển zin luôn, 6 triệu 500 000 đồng DLong DLP 730RE thì con này bên em bán ra. Sẽ tặng cho các bác một USB 64GB và một dây AV các bác nhá. vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng nối một đổi một Tiếp đến nữa là một con đờ lông DA310 USB Con này thì cũng về trong tình trạng là full phụ kiện đầy đủ Đấy, Con này thì cái video về con này thì không nhầm thì hôm kia em cũng đã có cái video so sánh giữa con đờ lông DA310 và con Onkyo một 1000 rồi Đấy, Con này thì này này về thì rất đẹp các bác nhá. Đây số series của nó đây Số series của nó là bốn số cuối là 3456 Đấy, Cũng sản xuất 2019 điện 1 Điện con này thì nó dùng nguồn auto từ 100 đến 240V luôn. Đây nguồn zin của nó đây. Đấy, nó dùng nguồn là 12V trên 2.8A. Được lắp ráp tại Trung Quốc và đường vào con này thì nó gồm có 4 cổng vào. Hai đường quang, một đường Cosian đồng trục, một đường máy tính, một đường AV RAM Con này thì um, hôm nay em cũng giảm giá duy nhất con này cho các bác nhé. Con này em giảm giá xuống còn 7 triệu 500 nghìn đồng. 7 triệu 500 nghìn đồng. Còn những con như này mà bình thường mà nó không có thùng thì là 7 triệu 8 các bác nhé 7 triệu 500 nghìn đồng Bán ra cho các bác là tặng dây quang, tặng dây AV Vẫn bảo hành cho các bác là 3 tháng nỗi một đổi một Và tiếp đến một cái mô đen nữa là mô đen bên em bán đợt này bán rất chạy Cứ về con nào hầu như là bán Đó là con đờ lông DA300 USB Con này thì là mô đen ngon bổ rẻ đây Nguồn của nó đây, sách hướng dẫn hai quyển này Nguồn adapter và con này nguồn của nó cũng cắm được từ 100 đến 240V các bác nhé. Con này về rất đẹp ạ. Đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Về uh, chức năng của nó thì uh, con này thì nó cũng đầy đủ bốn cổng vào, một cổng đồng trục, hai cổng quang, một cổng uh, máy tính này. Con này sản xuất 2014 và có số seri là 2339. Đây đây, con này là dùng dây AV RAMNI này, đây là cổng cổng audio out này và con này dùng nguồn 15V trên 1A và con này được lắp ráp tại Trung Quốc còn cái con hôm nọ thì em bán là sản xuất 2016 thì em cũng bán rồi Đấy, con này thì 2014 này Đấy, rất đẹp và hai con này thì cũng là hai con giải mã 32 bit và DSD Đấy, các bác nhìn mặt mũi nó đẹp xuất sắc chưa Đấy. hai con đều là hai con giải mã 32 bit và DSD các bác nhé và con DA300 này thì con này em bán là 5 triệu 500 nghìn đồng Máy bán ra thì vẫn tặng cho các bác là một dây quang và một dây AV và vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng nỗi một đổi một. Đấy thì ngoài ra thì bên em cũng còn rất nhiều những cái mẫu đầu MD, những mẫu đầu uh, CD giải mã đây, rất nhiều. Và đây, các em quay sang bên này cho các bác xem này. Đấy thì uh, các bác có nhu cầu thì các bác cần uh, tư vấn thì các bác cứ liên hệ với em nhé em sẽ tư vấn tận tình cho các bác các bác yên tâm Đấy, và một lần nữa thì uh, em Dũng cũng xin uh, chân thành cảm ơn các bác và em xin dừng video tại đây và xin hẹn gặp lại các bác vào video ngày trưa mai và một lần nữa em Dũng xin chân thành cảm ơn ạ